chào quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật phòng the được phát sóng vào lúc 21:30 hàng ngày trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, thủ dâm là một hoạt động tình dục phổ biến, đó là một cách tự nhiên và an toàn để khám phá cơ thể của bạn, mang lại khoái cảm cũng như giải phóng căng thẳng tình dục. Thủ dâm là các hình thức tự thỏa mãn nhu cầu khoái cảm tình dục của từng cá nhân, khác với hoạt động tình dục tự nhiên là có sự tham gia cơ quan sinh dục ngoài của hai giới nam và nữ. Thủ dâm là hình thức kích thích bằng tay vào các cơ quan sinh dục, thường là vào điểm cực khoái và tự thỏa mãn tình dục. Hoạt động này gồm cả việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ và kích thích ngoài bộ phận sinh dục. Cũng có những thiết bị hỗ trợ được sử dụng để kích thích như sự giao hợp. Cùng với giao hợp, đây là hai hình thức thực hiện tình dục phổ biến nhất của con người. Một số người chỉ có thể đạt cực khoái khi thông qua thủ dâm chứ không phải giao hợp. Thủ dâm xuất hiện ở cả nam và nữ, nhưng thường thì nam giới có nhu cầu thủ dâm nhiều hơn nữ giới. Hầu như nam giới ai cũng có ít nhất một lần trong đời thủ dâm, mỗi giới sẽ có cách thủ dâm khác nhau. Thủ dâm nam. Thủ dâm ở nam giới hay còn gọi là trai thủ dâm thường là tác động kích thích vào bên ngoài cơ quan sinh dục. Thủ dâm ở nam giới sẽ là những kích thích để tạo cảm giác và hưng phấn cho dây thần kinh dương vật. Thủ dâm nữ. Thủ dâm ở nữ giới hay phụ nữ thủ dâm thì lại là sự xâm nhập vào bên trong âm đạo để tạo nên những kích thích. Thường thì nữ thủ dâm hay phụ nữ tự sướng sẽ tác động vào điểm G, điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể. Thủ dâm đúng cách có lợi cho sức khỏe. Đối với nam giới, nếu thủ dâm đúng cách, đều đặn sẽ giúp cho một số cơ quan quan trọng như tuyến tiền liệt, tinh hoàn, tuyến tinh được hoạt động một cách ổn định và bảo vệ rất tốt. Đối với nữ giới, trong quá trình thủ dâm đúng cách, lành mạnh trước thời gian diễn ra chu kỳ kinh nguyệt sẽ giảm đi được nhiều vấn đề diễn ra khi đến thời kỳ kinh nguyệt. Đồng thời, việc thủ dâm cũng là cách giúp nữ giới hạn chế xuất hiện những chứng đau bụng kinh, cải thiện đi được đau bụng dưới đến mỗi tháng. Nếu nam giới không xuất tinh trong khoảng thời gian từ 5 đến 18 ngày, thì chất lượng cũng số lượng tinh trùng sẽ bị giảm sút trầm trọng. Vì vậy, nam giới có thể thủ dâm đúng cách và điều độ để hệ thống ống dẫn tinh được hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, đây cũng là cách giúp loại bỏ những độc tố và mầm bệnh ứ đọng lâu ngày bên trong niệu đạo, từ đó giảm nguy cơ viêm nhiễm bộ phận này. Hình thức thủ dâm đúng cách được xem là hoạt động hiệu quả giúp con người cải thiện về vấn đề thể chất, tâm lý. Khi đạt được độ cực khoái nhất định, não bộ sẽ tiết ra một loạt hormone được gọi là hormone hạnh phúc. Chính hormone này sẽ giúp cho chúng ta có tâm lý thoải mái, thư giãn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đồng thời, khi thủ dâm đúng cách, hormone vui vẻ tiết ra đã giúp giải tỏa áp lực, tâm trạng căng thẳng, stress được suy giảm nhanh chóng, tâm lý con người theo đó cũng được cải thiện đáng kể. Khi nam và nữ giới đến độ tuổi trưởng thành, có những ham muốn tình dục cá nhân nhưng chưa sẵn sàng cho chuyện ấy, thì thủ dâm được xem là giải pháp tốt nhất. Bằng việc thủ dâm đúng cách sẽ giúp cả nam và nữ giới thỏa mãn được ham muốn tình dục. Khi thủ dâm, cả nam và nữ giới sẽ khám phá ra được những điều mà cơ thể mình mong muốn, từ đó phát hiện ra những điểm nhạy cảm trên cơ thể để cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống tình dục. Việc thủ dâm đúng cách, điều độ sẽ giúp nam giới luyện tập sự kiểm soát xuất tinh và phòng chống chứng xuất tinh sớm mỗi khi quan hệ tình dục. Nếu trường hợp bị xuất tinh sớm, bác sĩ khuyên nên thực hiện thủ dâm trước khi quan hệ tình dục thật khoảng 2 tiếng để dương vật sẽ quen dần với những kích thích. Phòng tránh một số bệnh tật lây nhiễm qua đường tình dục. Khi bước vào độ tuổi trưởng thành, việc thủ dâm đúng cách vừa giúp tăng khoái cảm tình dục, giải tỏa áp lực giới tính, vừa có ý nghĩa trong việc ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục từ một người xa lạ. Chính vì vậy mà thủ dâm được xem là giải pháp tốt nhất để hạn chế mắc bệnh xã hội như lậu, mụn rộp sinh dục, giang mai. Thủ dâm có thể đem lại nhiều lợi ích nếu thực hiện điều độ. Tuy nhiên, nếu lạm dụng sẽ phản tác dụng và gây hại cho cơ thể, ảnh hưởng đến khả năng sinh dục, khả năng sinh sản, chất lượng giống nòi. Tác hại thủ dâm quá mức có thể kể đến như gây ảnh hưởng đến tâm lý. Việc lạm dụng thủ dâm quá mức sẽ khiến nam giới nghiện thủ dâm, trong đầu luôn nghĩ về những chuyện tình dục và tự sướng. Nếu quá đà, thủ dâm cũng dễ dẫn đến lệch lạc tình dục, chỉ thích bản thân và người cùng giới mà không quan tâm tới người khác giới. Không chỉ có vậy, thủ dâm và tần suất còn tác động đến trực tiếp hệ thống dây thần kinh trung ương, là nguyên nhân gây nên các triệu chứng như suy nhược cơ thể, đau tinh hoàn, suy giảm trí nhớ.
Ngoài ra, hành động thù dâm còn khiến nhiều nam giới có cảm giác thấy tội lỗi khi đang thực hiện hành vi không được xã hội cho phép. Giảm hứng thú quan hệ tình dục. Việc thường xuyên tự sướng sẽ khiến nam giới không còn hứng thú với chuyện chăn gối với bạn tình, bởi họ đã quen tự mình kích thích để tạo nên khoái cảm cho bản thân. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vợ chồng, đến hôn nhân gia đình, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc yêu. Nghiện thủ dâm không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, làm suy giảm hứng thú quan hệ tình dục mà còn là nguyên nhân gây xuất tình sớm hoặc rối loạn cương dương. Những bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyện yêu khi lạm dụng thủ dâm sẽ khiến cho tâm lý luôn ở trạng thái hưng phấn, gây ức chế trung khu cảm giác tình dục. Lúc này cơ quan sinh dục chỉ cần một kích thích nhẹ cũng có thể xuất tình, gây ra tình trạng xuất tình sớm. Người thường xuyên thủ dâm sẽ đạt được cực khoái quá sớm, khiến bạn đời của mình không cảm thấy thỏa mãn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc yêu và về lâu về dài, đời sống hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Làm giảm khả năng tình dục và sinh sản. Thủ dâm nhiều trong thời gian dài khiến nam giới phải kích thích thật mạnh mới xuất tinh nên rất khó để xuất tinh, dẫn đến rối loạn cương dương, thậm chí là liệt dương. Trường hợp thủ dâm quá nhiều, số lượng tinh trùng thường giảm còn gần một nửa so với người bình thường. Tỷ lệ sống với mức độ di động của tinh trùng cũng giảm sút nghiêm trọng nên chất lượng tinh trùng không được tốt, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và chất lượng giống nòi của nam giới. Lời khuyên của thầy thuốc. Nam nữ trong quá trình tự sướng cần chú ý một số vấn đề sau để được an toàn và cho hiệu quả nhất. Tự sướng lành mạnh không nên lạm dụng thường xuyên, tần suất an toàn 2 đến 3 lần trên một tuần. Thực hiện thủ dâm nhẹ nhàng, cẩn thận để không bị tổn thương đến các bộ phận sinh dục. Tự sướng khi tâm trạng thoải mái và thư giãn, tránh tự sướng lúc tâm lý đang bất ổn, sợ bị phát hiện. Hãy chọn cho mình những tư thế thủ dâm mà có thể tạo cho bản thân khoái cảm nhất. Kết hợp chế độ ăn uống, thời gian nghỉ ngơi khoa học và hợp lý. Cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa nếu...